kiêu căng và hiên ngang. Không biết ăn vô có ngọt không đây nữa. Chua quá à, có trái nào ngọt hơn không vậy? Không có, không có. Nè, khỏi thối lại. Trái này nè chua quá. Thiệt là ngại quá, trái này hơi chua cho nên hôm nay bán rẻ một chút đó mà. Chú Lý à, tôi tìm cho chú một trái ngọt hơn nha. Vậy cũng được. Nè ông kia, vừa rồi ông làm vậy là không phải với ta đó. Tại sao ông ấy mua được trái ngọt còn ta thì là không? Hey, ngươi đi đi, đừng có cản trở công việc buôn bán của ta. Ô, ta không có tranh cãi với ngươi nữa. Tôi thấy thức ăn ở chỗ các vị ngon, không biết có còn hay không. Vậy thì đem cho ta một cái bánh và hai đĩa rau nhỏ đi. Không sao, không sao. Để tôi ghi sổ cho, lần sau chú đến trả cũng được mà. Thật là ngại quá, ngày mai tôi sẽ đến trả cho ông. Ông chủ, thật xin lỗi, hôm nay tôi cũng quên mang tiền rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Để tôi ghi sổ cho cậu. Được. Làm phiền công tử ký tên vào, lăn tay vào cho. Sao phải ký tên? Sao ông ấy không cần ký tên lăn tay hả? Công tử à, cậu đừng có làm khó tiểu nhân. Chúng tôi buôn bán nhỏ thôi mà. Nhưng ta nói dối ông để làm gì? Chỉ sợ công tử quên thôi. Ta nói là ngày mai ta sẽ đến trả, ông không nghe sao? Chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ, việc này. Đã nói là ngày mai ta sẽ đến được. Dương công tử, sư phụ tôi nói, cũng may là có đủ tiền, có thể trả giúp cậu trước, không sao đâu. Như vậy thì tốt quá. Dương công tử, sư phụ hỏi cậu có muốn đi vào chung không? Cũng được. Sư phụ à, người không cần phải bận tâm, số tiền này nhất định con sẽ trả cho người. Không sao đâu, không sao. Sư phụ tốt với con quá ha, không giống như mấy cái người này. Dương công tử, cậu có nghĩ qua tại sao người ta lại đối xử với cậu khác so với những người khác hay không? Nhưng chuyện đó kỳ quá, hành động của tôi và chú Lý đều giống như nhau, nhưng sao ông ấy lại được uy hơn? Xin lỗi, tiểu sư phụ từng qua. Ôi da, bộ ta đáng sợ lắm sao? Ê! Nè, Dương công tử à, hay là chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Dương công tử, Quan Hỷ, hai người có thấy cái cây tùng này rất kiêu ngạo không? Nó lớn như vậy chắc là kiêu ngạo lắm ha. Thưa sư phụ, cây tùng này tuy rất là cao lớn, nhưng nó lại che chở cho những loài hoa cỏ sóc nhỏ không bị mưa gió thổi, cũng để cho chim nhỏ đậu nghỉ. Vì vậy không nên cho nó là kiêu ngạo. Các con không cảm thấy là nó dương thẳng lên như vậy là rất kiêu ngạo hay sao? Vậy xem ra thẳng thì kiêu ngạo, nhưng nó thật có phải là... con cũng không hiểu rõ cho lắm. Thật ra muốn hiểu cũng dễ lắm. Chúng ta chỉ cần chia hai chữ kiêu ngạo này ra để xem. Cái cây này cũng không phải gọi là kiêu, vì các loài hoa cỏ, chim, sóc nhỏ đều phải chịu cảnh gió thổi mưa dập, nên nó không có cái tánh kiêu. Nhưng lại có cái tánh ngạo, vì nó đứng thẳng riêng lẻ, đầu đội trời, chân đạp đất. Kiêu ngạo và hiên ngang khác nhau là ở chỗ này. Kiêu ngạo khiến người ta xa lánh, hiên ngang làm người ta dễ gần. Hai chữ kiêu ngạo thường được ghép chung với nhau, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không phải là được học giống như cây tùng giảm trừ cái tánh kiêu căng, mà lại có tánh hiên ngang đó sao? Dạ, thưa sư phụ, con hiểu rồi. Dương công tử đã hiểu hay chưa? Được, được, được rồi. Sau này con sẽ đối xử tử tế với mọi người một chút. Tốt lắm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô